Chào mọi người đang theo dõi kênh YouTube Điện Độc Đáo. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo bộ nguồn AC 220V điều khiển cho tủ điện thông qua cái biến áp 380 ra 220. Thì đây mình có một cái biến áp 500VA, một cái bộ bảo vệ động cơ, cầu công tắc xoay, bộ khởi động từ 220 và cái động cơ 3 pha ra 3 đầu dây. Thì đầu tiên là mình nói về cái biến áp ha. Thì cái biến áp này là 500VA, vào là 380 và ra là 220 của Delicy. Thì đây nó có 4 cái tiếp điểm để chúng ta đấu cái đầu vào và đầu ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu cái mạch này ha, đấu và test trên động cơ. Thì ở đây là cái đầu vào 0380, tức là nó sẽ lấy 2 trong 3 pha để cấp vào đây, lấy 2 trong 3 pha, là 1 là 2, cấp vào hai cái tiếp điểm này. Bây giờ mình sẽ đấu, và sẵn đây mình cũng đấu vào cái bộ khởi của mình luôn, đấu vào cái phần động lực, mình dùng dây nhỏ thôi để điều khiển động cơ, tại động cơ này thì công suất nó cũng rất là nhỏ. Mình sẽ dùng 2 dây. Để đấu thì dây này mình sẽ đấu vào cái phần động lực. Và dây này mình sẽ đấu vào cái ngõ vào 0380. Để mình sẽ đấu vào không đi. Đây. Tiếp theo mình sẽ đấu cái pha thứ hai cũng tương tự. Mình dùng 2 dây. Một dây mình cũng đấu vào cái bộ khởi. Và dây còn lại thì mình sẽ đấu vào tiếp điểm 380 nè. Đây, đấu vào cái tiếp điểm này. Còn cái pha cuối cùng mình sẽ vào cái bộ khởi. Thì cái ưu điểm của việc lắp cái bộ này đó chính là chúng ta sử dụng được ở mạng 3 pha 3 dây. Tức là không cần dây trung tính, chúng ta có thể tạo dây trung tính nhờ cái biến áp này. Thì cái ưu điểm nó là chỗ đó, và cái nguồn thì nó sẽ ổn định hơn. Đây.
Thì mình cũng đấu luôn cái phần động lực của động cơ ha. Mình sẽ đấu là ở phía phía sau đuôi rơ le nhiệt. Đấy. Bây giờ mình sẽ đấu cái phần khiển nha. Cái phần khiển là mình sẽ lấy từ ở phía sau cái biến áp này, tức là lấy cái nguồn 220V để điều khiển đóng ngắt cái bộ khởi mình qua cái công tắc xoay. Thế đây cái 0V nè. Thì thường thì người ta cũng có thể là bảo vệ là người ta sẽ lấy là cầu chì để bảo vệ, nhưng đây thì mình ví dụ thôi, mình không cần phải đấu qua cầu chì. Cái 0V này nè, mình sẽ đấu vào cái tiếp điểm thường đóng của rơ le nhiệt. Đấu vào tiếp điểm thường đóng 95 96 này. Lăm đi. Thì các tiếp điểm còn lại á, tiếp điểm 96 á, mình sẽ đấu vào một cái đầu của cuộn khởi. Đấu vào một đầu cuộn khởi này. Rồi bây giờ mình sẽ đấu tiếp. Mình sẽ lấy một cái nguồn nóng, tức là cái tiếp điểm 220V. Mình sẽ đấu qua công tắc xoay. Đấu vào cái tiếp điểm thường mở công tắc xoay. Phía sau công tắc xoay thì mình sẽ đấu vào cái một đầu còn lại của cuộn khởi. Sẽ đấu vào cái đầu còn lại. Đầu còn lại của cuộn khởi mình. Đây. Thì trước tiên là mình sẽ mở mở nguồn ha. Mở nguồn và mình đo kiểm trước, rồi sau đó mình sẽ test mạch. Bây giờ mình sẽ nhấn nhấn on nè. Nhấn on để mở. Mình đã mở nguồn cấp qua đây rồi. Mình sẽ dùng dùng đồng hồ đo. Đang đặt ở thang đo là 750. Mình sẽ đo cái ngõ vào nè. 376.
và đo cái ngõ ra 225. Đấy, nó chênh lệch chút xíu. Như vậy là mình có thể là test nó được rồi. Đấy. Mình sẽ mở. Các bạn thấy là động cơ hoạt động thông qua cái biến áp này, mình có thể tạo được cái nguồn như mình tắt nè. Rất là đơn giản nha. Mình có thể tạo được cái nguồn xoay chiều 220V, không dùng cái dây trung tính của nguồn điện vào 3 pha 4 dây. Mình có thể dùng 3 pha 3 dây để điều khiển cái mọi hoạt động của cái tủ điện của mình. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn của mình. Nhớ like và subscribe cho kênh mình nhé.